Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. vinashoptv com 1855 1855-855-5888. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio TV và đây là chương trình Chào Bình Minh của sáng ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020 với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Quang Trương. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi và chào anh Phạm Cơ và anh Vũ Kiểm. Dạ vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương, anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của Chào Bình Minh. Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả, chào anh Quang Trương và anh Phạm Cơ. À, vâng thưa quý vị, như thường lệ trước khi bước vô phần tin chi tiết Chúng tôi sẽ tóm lược tất cả những bản tin mà chúng tôi đề cập đến ngày hôm nay à, Trước tiên thì thưa quý vị vẫn là những bản tin rất là nóng bỏng có liên quan đến coronavirus à, Sáng ngày hôm nay cho biết là lại có thêm một người thứ hai nhiễm bệnh coronavirus Ở tại tiểu bang Washington DC đã bị thiệt mạng Hiện thì được biết là vẫn còn 12 trường hợp nhiễm bệnh ở tại tiểu bang này trong khi đó thì với cái tình hình lây lan rất là nhanh của virus corona lan tỏa trên toàn cầu úc tuyên bố là có thể rất là khó khăn cho úc để có thể ngăn chặn nổi cái việc virus này lấn chiếm sang cái quốc gia của họ âu châu trung đông và mỹ châu cấm tụ tập đông người và hạn chế di chuyển trong tình hình dịch đang lan tràn nam Hàn đã có thêm 476 bệnh mới khiến cho tổng số bệnh lên tới trên 4.200 người và 22 người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã ký một cái thỏa thuận lịch sử với là quân nổi dậy Taliban ở tại Afghanistan mở đường cho việc rút binh sĩ khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng tới. Được biết 13.000 người biểu tình trên đất thổ vùng biên giới với Hy Lạp sau khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là không có giữ họ nữa. Trong khi đó thì dân tị nạn trên một cái đảo có tên là Livos của Hy Lạp biểu tình đòi được định cư. Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hai phi cơ của Syria trên vùng Tây Bắc của Syria và thổ tuyên bố chỉ đánh Syria chứ không đụng đến quân của Nga. Bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ thì thưa quý vị, ông cựu phó tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã có cuộc thắng lớn ở tại tiểu bang South Carolina. Trong khi đó thì ứng cử viên ông Pete Buttigieg và ông Tom Steyer đã tuyên bố rút lui. Thượng nghị sĩ Lubocha hủy bỏ buổi tập trung tranh cử tại tiểu bang Minnesota sau khi đã thấy có nhiều người à, biểu tình chống đối và tràn lên cả trên sân khấu và ngày mai là ngày thứ ba và là ngày được gọi là Super Tuesday à, trong khi đó thì à, cũng có tiểu bang California để người ta đi bỏ phiếu cho cái cuộc bầu cử primary của đảng dân chủ Bắc Hàn vừa mới bắn hai hỏa tiễn tầm ngắn vào vùng biển phía đông trong khi đó thì Israel đi bầu quốc hội lần thứ ba trong vòng một năm nay. Chứng khoán thế giới lên mạnh hy vọng các ngân hàng trung ương sẽ can thiệp để có thể chống lại vụ suy thoái do coronavirus mang lại. Một kẻ mang súng và bắt giữ 30 người làm con tin trong một cái shopping center ở Manila, thủ đô của Phi Luật Tân. Cái vụ luật phá thai tại tiểu bang Louisiana đã đưa lên đến tối cạp viện của Hoa Kỳ. Một chiếc phi thuyền thí nghiệm của công ty SpaceX bị nổ trong khi thí nghiệm tại Boca Chia của tiểu bang Texas. Hãng hàng không Air Asia bán vé chỉ có 118 mỹ kim cho một vé unlimited flypass Pass uh, từ Mã Lai đến Úc, Nhật, Nam Hàn, Trung Hoa và Ấn Độ. Tin liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị, sân bay ở tại Cần Thơ đã đón thêm 550 khách từ Nam Hàn trong khi cái dịch coronavirus tại Nam Hàn càng ngày càng bùng phát bệnh. Và ngoài ra thì tin cho biết Huế đã cho học sinh đi học trở lại. Học sinh đã phải xếp hàng để mà đo thân nhiệt trước khi bước vô trường thưa quý vị. Và bây giờ bắt đầu với thông tin chi tiết là bản tin có liên quan đến chức chức y tế tại cái King County của tiểu bang Washington vào tối hôm 1 tháng 3 cho biết là một người đàn ông ở cái độ tuổi 70 đã bị nhiễm coronavirus và đã tử vong ngay tại cái bệnh viện có tên là Evergreen Health thành phố Kirkland sau khi xác nhận có nhiễm coronavirus trong đó thì một trường hợp tử vong đầu tiên tại Hoa Kỳ cũng đã xảy ra cho một người đàn ông 50 tuổi cũng tại tiểu bang Washington anh Phạm Cơ và Lưu sẽ đi sâu hơn chi tiết. Vâng thưa quý vị, hai trường hợp tử vong ở tại Hoa Kỳ đã đều xuất phát từ cái thị trấn Cotland ở Washington State không xa với lại cái thành phố Seattle nó nằm về phía đông. Cái điều mà giới chức y tế lo ngại ở đây là cái người phụ nữ đầu tiên mà bị phát hiện bị nhiễm coronavirus là người Hoa gốc, tức là có đi Vũ Hán. Rồi sau đó là lây từ người sang người qua người chồng. Nhưng cái trường hợp này đó là cái trường hợp thêm 25 lính cứu hỏa đã từng được gọi tới để giúp cho một cái viện dưỡng lão. Trong viện dưỡng lão đó có những người bị dương tính coronavirus. Bây giờ 25 thành viên của cái sở cứu hỏa này đã bị cách ly để mà coi như là theo dõi cái bệnh tình và đó là một cái điều quan ngại. Ngoài ra thì một số những cái tiểu bang khác đều có báo cáo có thêm những trường hợp mới. California thì khỏi nói rồi. New York và Rhode Island là hai tiểu bang mới nhất được ghi nhận có trường hợp bị nhiễm coronavirus tại Chicago thì đã có từ trước, tức là sau Seattle tới Chicago. thì Chicago bây giờ cái số người bị nhiễm mới đã lại gia tăng mời phạm cơ tiếp tục Dạ vâng à, trong lúc đó thì phía mexico à, loan báo rằng họ có một cái trường hợp à, mới nhưng mà cái trường hợp đó thì cũng chưa được xác định như là cái bản tin tuần trước à, chỉ có mới một nửa thôi tức là người ta à, thử được một lần và họ phải thử hai lần thì họ mới coi đó là có căn bệnh thế thì ông tâm ông muốn nói rằng là ông nói rằng ông có thể đóng cái biên giới mexico nhưng mà cái việc này thì phải nói rằng rất là khó bởi vì tất cả cái buôn bán À, giao dịch Việt Nam với Mexico mà nếu đóng đi thì rất là lôi thôi và uh, rộn ràng lắm thành ra chứ ai nghĩ đến cái điều này họ chỉ mới ướm cho biết rằng tình hình đến nỗi như thế à, và đồng thời thì uh, ở bên phía ở uh, San Antonio họ thả nhầm một cái người à, người này đi từ chiếc tàu Diamond Princess về rồi sau đó đó vì uh, thay vì là thứ hai lần Dương tính thì cho về thì họ mới thử có một lần thôi thì họ vô ý để cho cái bàn này về. À, nhưng mà cái lần đó thì à, cái tỷ lệ dương tính nó cũng nhẹ lắm. Thì bà nó sau đó thì người ta à, tiếp xúc lại với đưa bà vào để mà thử lại thêm một lần nữa. Thì đó cái là cái chuyện lộn xồn ở bên Hoa Kỳ. À, nói chung thì cái tình hình ở tại Hoa Kỳ hiện nay rất là sôi động. À, ông uh, Mike Pence uh, là lên là diễn đàn nói về vấn đề coronavirus. Ông nói rằng là cái chuyện này Uh, có người chết rồi, người thứ hai người rồi và còn có thể có thêm nhiều người chết nữa, chứ không phải là một cái chuyện giận chơi. Uh, tuy nhiên thì phía Đảng dân chủ đã đưa ra mấy cái lời chê bai tức là chê rằng là Đảng Cộng hòa uh, không có làm việc đúng, uh, mặc dù ông tâm ông đã đưa ra những lời bố bỏ rằng đây là cái lúc đoàn kết, không có nên uh, vì ba cái chuyện mà Đảng này Đảng kia mà cứ hở ra là công kích như vậy là một điều không có tốt. À, thì đó là cái nội tình của chính trị Hoa Kỳ ở hiện nay mà xảy ra trong cái trường hợp là corona virus à, đó là một trong những cái chuyện mà lôi thôi nhất à, Tôi cũng muốn tiếp lời Phạm Cơ liên quan tới những cái tin tức trong cuối tuần qua tương đối là khá quan trọng đối với lại cái lời tuyên bố của sở y tế tại Harris County tại Houston của chúng ta. Thứ nhất họ nhấn mạnh nhắc đi nhắc lại hiện nay cho tới giờ phút này Harris County chưa có trường hợp nào bị coronavirus. Lý do là tại vì trường đại học Rice đưa ra một cái biện pháp bắt buộc có một số sinh viên một cái toán nhỏ thôi đi làm việc ở tại bên Hoa Lục yeah. trở về. Bây giờ bị nghi và một số các nhân viên của Rice University cho nên trường Rice ra lệnh những người này bắt buộc phải tự cách ly một cách vô trường cẩn mật thì có những cái lời đồn đoán là Houston cũng đã có nhưng mà sở y tế quận Harris xác nhận cho tới giờ phút này chưa có bị và đồng thời thì tiểu bang Texas thống đốc ông Greg Abbott cũng tuyên bố một số những cái sự kiện vô cùng quan trọng ngoài cái điều mà anh cơ và mới nói là nó là lý do là có thêm những người à, có cái trường hợp thả lầm ở cái căn cứ mà đang bị cách ly ở Lackland Vegas ở thì cái chương trình CERAWeek là một cái hội nghị về năng lượng kinh tế về dầu khí vô cùng quan trọng đối với lại cả nước Mỹ chứ không phải là Houston yeah. hàng năm vẫn tổ chức ở Houston đã loan báo hủy bỏ một cái lễ hội truyền thống của tiểu bang Texas được gọi là cái Texas Southern Texas tổ chức hàng năm ở thủ phủ sang uh, Austin cũng đã bị hơn 7.000 người gửi kiến nghị yêu cầu phải hủy bỏ và bây giờ ban tổ chức đã hủy bỏ. Đó là những cái lý do mà các cơ quan truyền thông và tiểu bang Texas đưa ra những cái lời chấn an là chưa Houston và quận Harris chưa có bị. Cho nên mọi người vẫn cứ bình tĩnh, đừng có nên thái quá, đừng có nên làm cho cái dư luận nó bị ồn ào hơn. Điều thứ ba đáng nói nữa nếu quý vị lái xe trên xa lộ 45, Bắc Nam đi xuống từ Woodland cho tới Dallas Cái billboard ở trên xa lộ Họ cũng nhắc là đừng lên khuấy động cái vấn đề Cái quan trọng nhất bây giờ là Người dân nên rửa tay, rửa tay Wash your hand Instead of là spread out những cái tin đồn Đó. Dạ vâng, đúng như vậy. À, bây giờ hầu như là chỉ có yeah. một phương pháp mà được coi là hữu hiệu nhất mà người ta khuyên là nên rửa tay thôi. Yeah. Chứ còn bây giờ cũng chưa có một cái thuốc gì để có thể ngăn ngừa hoặc là chữa trị cả. Thành ra là cứ nên rửa tay và rõ, như? Giờ rõ ràng nhất là có cái à, cái đại hội của những người có bồi đó. Dạ thì dạ, đó, cái sao tên đó, đó anh Đâu dạ, đâu cái rodeo. Không? Cái, cái rodeo. À cái rodeo. Mà thì thì đó là dạ. đã có cái buổi diễn hành hôm thứ bảy rồi. Dạ, đúng. Và người uh -huh. ta vẫn là tiếp tục đưa đến cái những cái chuyện như vậy nhưng mà không biết rằng nó sẽ kéo dài được bao lâu nếu mà có một trường hợp bùng nổ xảy ra không phải là bùng nổ nhưng mà nếu có một trường hợp dương tính xảy ra thì có thể người ta sẽ ngăn cái đại hội đó lại. Dạ Để vâng đúng không? như vậy dạ. và đó là cái điều mà thành phố họ cũng đang rất là hoang mang tại vì nếu như mà cái bất cứ một cái tin đồn gì mà thất thiệt mà gây ảnh hưởng đến quần chúng nó thì họ sẽ có thể ảnh hưởng đến cái cái chương trình rodeo Và đem lại cái lợi nhuận rất nhiều cho thành phố Houston của tiểu bang Texas. À, trong khi đó thì Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết là đã trên 80 người bị nhiễm rồi. Thành ra cái vấn đề nó di chuyển rất là nhanh. Tại Tampa của Florida cũng được biết là có hai người nghi là bị nhiễm. Trong khi đó thì với cái số lượng lây lan trên toàn thế giới tăng lên 67 quốc gia rồi. Thành ra là thưa quý vị ngày hôm nay tin cho biết Úc Châu đã lên tiếng và họ tuyên bố họ họ, họ có vẻ như là họ lo lắng là có lẽ là họ Úc Châu không không thể ngăn được những cái mầm mống mà nó lây lan sang quốc gia của họ. Đạ, vâng. Dạ vâng, cũng ở nước Úc thì đây là cái trường hợp báo động là có một trường hợp tử vong đầu tiên một người đàn ông 78 tuổi Cũng là trong số những du khách Đi trên chiếc du thuyền Diamond Princess Trở lại Thành từ ra đó là một cái tiếng chuông Để mà báo động tới nước Úc Trước đó như tuần trước Chúng tôi, anh em chúng tôi, anh Cơ, anh Bảo, anh Trương Cũng làm trong trò mình Cũng đều loan tin là Thủ tướng Úc Ông Scott Morrison Đều đưa ra một cái kịch bản là Nếu đại dịch xảy ra Thì chúng ta phải sẵn sàng Để mà phòng chống Cơ. Vâng thì họ đã cấm người Trung Hoa à, đến những người nào mà đi đến Trung Hoa thì không có được tới nước Úc à, trong thời gian mà từ tháng mùng 1 tháng 2 à, cho đến mùng 7 tháng 3. Và bây giờ đây họ cấm thêm người Iran nữa, tức là những ai đến Iran thì không được đi vào nước Úc. Yeah. Dạ. vâng, trong khi đó thì ở tại uh, châu Âu rồi Trung Đông cũng vậy và Hoa Kỳ thì cũng thế. Họ đưa ra những cái biện pháp và những cái lời khuyên hầm nhầm để có thể hạn hạn chế và cấm những cái chương trình mà tụ tập đông người à, cũng như là di chuyển à, tới những cái vùng chẳng hạn như là iran ngoài ra những quốc gia khác đã đang có cái bùng phát này chẳng hạn như là ý và nam Hàn thì à, những cái người mà đi từ những cái nơi đó về đó thì cũng sẽ phải trải qua những cái cuộc kiểm soát rất là là là, là nghiêm ngặt à, để mà có thể tránh trường hợp mà những người này mang những cái mầm bóng vào những cái nơi mà họ từ đó họ trở về thì đó là những cái quyết định và những cái biện pháp à, rất là thực tế. Bằng chứng đó là hãng hàng không American Airlines từ khuya thứ bảy cũng ra thông cáo không có những cái chuyến bay từ Hoa Kỳ tới yeah. thành phố Milan của nước Ý. Nước Ý bây giờ đang coi là một cái trung tâm điểm của cả Âu châu nhìn vào vì cái số người bị lây ở tại đây càng ngày càng tăng. Cho nên đó là một cái điều vô cùng là quan ngại. Mời anh cơ vâng cái nước ý nó nguy hiểm hơn nữa là có rất là nhiều là người mà là uh, hiện nay đang là... dương tính và dạ. có rất là nhiều người khác dương tính tại các quốc gia khác sau khi ừ. họ đến thăm nước ý thành dạ. cái trường nước ý là đang truyền nhiệm ghê gớm và họ đang sợ vô cùng uh, nước ý nhất là miền bắc của nước ý dạ. dạ vâng cái vấn đề mà mình biết được cái nguồn gốc thí dụ như người này qua ý người này qua nam hàng trở về rồi sau đó bị phát giác là bị bệnh thì nó đỡ hơn là cái từ cái danh từ bây giờ người mỹ họ xài đó là cái community spread tức là khi mà trong một cái cộng đồng nó đã có mầm bóng rồi chẳng hạn như washington bây giờ có nhiều người nói rằng là có thể là cái cái con virus này nó đang di chuyển ngầm ở trong cái cộng đồng của tại washington đó mà không ai biết cả bây giờ nó bộc phát ra còn nếu không. như họ biết được từ đâu về đi qua vũ hán về họ chặn ngay đó thì nó dễ ok đó yeah. không phải là cái tin đồn À, cái đó là tin thật tại vì cái đó là các nhà uh, chuyên gia các chuyên gia về bệnh tật ở bên uh, phía uh, Washington State nhất là cái hai cái vùng mà uh, uh, cái vùng cơ Linh và là cái vùng đó đó yeah. là nó có những cái chuyện lộn xộn khi mà người ta test người này người kia thấy dương tĩnh mà không biết từ đâu, không biết từ ai thành ra họ mới nghĩ rằng là đã có những người về rồi mà mình không biết là dương tĩnh, mình không có chẩn được từ đâu cho nên nó đã truyền nhiễm trong cái vùng đó cả tuần rồi và bây giờ đây thì người ta mới loan bảo rằng có người về à, rồi họ mới thấy nhưng mà thực sự ra thì nó có thể có cả tuần trước yeah. Đó là cái mối quan ngại của coi như là Tổng trưởng Y tế yeah. ông uh, uh, General um, cho biết đó là Hiện tại bây giờ nước Mỹ có bốn cái trường hợp không có xác nhận được cái nguồn gốc. Dĩ nhiên trong tương lai nhưng mà chưa biết bao giờ. Nhưng mà tại sao bây giờ người ta muốn tìm hiểu tại sao lại lây lan ra mà không rõ cái xuất xứ nó đến từ đâu. Thì đó là cái điều người ta vô cùng là quan ngại. Một cái điều nữa mà trong các cuộc họp báo, trong các chương trình tin tức cuối tuần đó, thì giới chức y tế của Hoa Kỳ cũng khuyên, mặc dù đã họ xác nhận là cái số tử vong bệnh flu bình thường nó nhiều hơn nhiều yeah. nhưng mà nó còn có vaccine yeah. Yeah. <laughs> và cái này nó gọi là cấp tính và nó độc hại hơn nữa thứ nhất là chưa có vaccine ít nhất phải cả gần một năm hoặc ít nhất là một năm nữa và cái điều thứ hai ở đây đó nó không tấn công người trẻ anh cơ như là thứ sáu anh nói mà đa số những người chết là những người mà từ 70 hoặc là 80 là nhiều nhất Đó cũng yeah. là một cái câu hỏi cho giới y tế Bây giờ người ta đang tìm hiểu Dạ, nó dạ, khác với flu. Dạ. Ở bên Nam Hàn thì ngày hôm nay cũng rất rối loạn tại vì cái số người bị nhiễm tăng lên rất là nhiều. Chỉ trong vòng 24 tiếng mà thôi, bốn trăm mấy chục người bị uh, tăng tổng số người bị nhiễm bệnh ở tại Nam Hàn lên trên 4200 người và cái số người chết đã lên tới 22 người rồi. Thành ra ngày hôm nay tin cho biết là cái uh, lãnh đạo của cái uh, giáo phái gọi là Tân Thiên Địa đó ở tại bên uh, Nam Hàn. Đây là cái nơi được coi là xuất phát bệnh nhiều nhất trên 50% những người mà có quan hệ với cái cái giáo phái này đã bị nhiễm thành ra là cái ông mà mà giáo chủ đó cũng đã à, uh, quỳ yeah. lại để mà xin lỗi người dân vì đã để cho cái con vi trùng này nó nó lây lan từ những những cái uh, thành phần trong cái giáo phái của họ. Yeah. Yeah. Cái tin mà gây sự chú ý hơn nữa đó là ông từ chối hợp tác với lại giới chức y tế và nhà chức trách để mà ngăn chặn tại vì cái tín ngưỡng riêng của ông. Yeah. Nhưng cơ đã phân tích cái giáo phái này đó là họ có một cái luật không có được che mặt kín Cho nên nếu không che kín Tức là không đeo khẩu trang Ông vì cái niềm tin tôn giáo của ông Ông không cho Môn đồ của ông làm cái điều đó Cái điều này ở bên Nam Hàn xảy ra Nó trở ngược lại với lại Một số những Phụ huynh cũng vì niềm tin Tôn giáo riêng của họ hàng năm không Họ ngừa. không cho con Họ đi chích yeah. ngừa Họ có quyền vì phiêu cái đó là tại vì Theo luật hiến pháp của Mỹ bảo vệ tự do tôn giáo. Thì đó là cái vấn đề hiện tại là bây giờ nếu mà thực tế một cách khoa học cái chuyện nào đúng chuyện nào sai. Yeah. Ngay tổng giáo phận Galveston Houston trong cái bản tin mới nhất cuối tuần thánh lễ vừa rồi, Đức Hồng y Dinado cũng miễn cái tộc lệ tức là rước uống, uống, rượu, uống, thánh, uống rượu thánh ở à, cái yeah. chalice tức là cái chén tại uh, vì sợ lây lan. Bộ chính quyền Nam hàng đưa cái người đứng đầu giáo phải tang này ở đó ra uh, tòa và yêu cầu điều tra mở cuộc điều tra về cái lần kêu là xác nhân về cái tội xác nhân à, sau khi mà giáo phải này từ chối hợp tác với chính phủ trong cái việc mà uh, điều tra và ngăn ngừa các cái uh, những cái người bị bệnh dịch nói trên thì đó cũng là một trong những uh, cái, uh, cái chuyện rất là mới và sáng hôm nay thì uh, giáo phái đó nó họ có trực tiếp một bộ truyền hình để mà xin lỗi giống như là uh, họ chính thức họ yeah. xin lỗi về cái chuyện này Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là những cái bản tin rất là mới mới nhất cập nhật có liên quan đến Corona virus đang là lây lan rất là nhanh trên toàn thế giới. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được chuyển sang xem một bản tin khác, đó là một bản tin mà đã kéo dài rất là nhiều năm. Đó là thưa quý vị cái vấn đề mà Hoa Kỳ và lực lượng Taliban ở tại Afghanistan. Trong thời gian dài vừa qua họ cũng đang tìm kiếm một cái giải pháp hòa bình tại Afghanistan và được biết là à, Hoa Kỳ và Taliban đã ký được một cái thỏa thuận. Và trong vòng 14 tháng tới thì Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Afghanistan. À, anh Phạm Cơ và anh Vũ Kiệm sẽ đưa tin tức liên quan thêm về cái vụ này. À, một trong những cái tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Mark Esper đó. Một trong những cái mục đích cũng vô cùng quan trọng khi mà ký cái thỏa hiệp này và đã đạt được với lại Afghanistan và Taliban là để cho quân đội Hoa Kỳ rảnh tay đối phó với lại cái sự bành trướng hiện nay của bên phía Cộng sản Trung Hoa vâng. À, cái uh, cái, uh, cái uh, vấn đề và cái hiệp ước ký với người Taliban này là nó nguyên nhân nó xảy ra là do cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ uh, sau vụ 11 tháng 9, Hoa Kỳ độ quân uh, vào tấn công vào Taliban ở bên phía Afghanistan và lật đổ Taliban, giết chết Osama bin Laden sau đó rồi cuối cùng đưa ra một cái uh, uh, một uh, lập nên một cái chính phủ ở tại nơi đây. đây và khi quân Taliban nó mạnh trở lại từ năm 2001 cho tới bây giờ nó mạnh trở lại và nó đánh rất là nhiều rồi quân đội Hoa Kỳ phải tiếp tục đưa thêm quân vào mà dưới danh nghĩa của NATO uh, rất nhiều nữa rồi cuối cùng thì họ phải thương thuyết với Taliban uh, chỉ vì rằng không có thể nào mà uh, mà kéo dài cuộc chiến tranh tới 19 năm rồi 20 năm rồi mà không, không, không thành công cho nên họ phải nhường bộ và À, kêu là thương thuyết được với Taliban thì cái cuộc thương thuyết đó nó đưa lại một cái bản à, kêu là dự thảo về hiệp ước thì dự thảo hiệp ước quy định rằng trong một tuần lệ à, nếu Taliban mà hai bên ngưng tất cả những cái thái độ thu nghịch à, thì họ sẽ chính thức ký kết và hôm thứ Bảy vừa rồi là đúng một tuần lệ sau khi hai bên ký tắt cái bản hiệp định đó và đúng một tuần sau À, thì không có chuyện gì xảy ra cho nên cả hai đồng ý để ký vào cái hiệu ứng đó trên thì quân Taliban sẽ ngưng tất cả mọi cái vấn đề kêu là à, các hành động thù nghịch à, sự ban trưởng thù nghịch thì cái vấn đề đó nó cái chữ đó nó rất là là bờ xấu xa nó bao hàm nhiều thứ à, trong đó kể cả những vấn đề là ngưng chiến, ngưng bản hay là những cái thái độ thanh đã nói rằng cái kiểu này thì không hiểu rằng là nó có lời cho hoa kỳ hay là có hài cho hoa kỳ bởi vì cái mơ hồ ở trong cái lời nói của cái hiệp ước này à, tuy nhiên thì đằng nào đi nữa hiệp ước cũng kỹ rồi và hai bên đang chuẩn bị thì hoa kỳ nói rằng là họ có thể uh, rút được uh, mấy ngàn quân chỉ còn lại để là năm sáu ngàn gì đó trong cái thời gian sắp tới là cái thời gian mà uh, khi mà rút còn sáu ngàn sáu uh, ngàn đó thì là đây là cái cái, cái, uh, cái mức mà quân mà ông ông trump đã có ở taliban trước khi ông nhậm chức thì đây là một cái vấn đề rất là mới và như anh Vũ Kiệm Loan Tin à, là trong cái vụ này thì quân à, Hoa Kỳ nói rằng là họ đang chuẩn bị để mà đối phó với người Trung Hoa, à, còn dính liễu với Taliban thì nó rất là lôi thôi và không có thi giờ để mà nghĩ tới Trung Hoa, đó là những cái một trong những cái chính sách mới của Hoa Kỳ. Và đây được xem là một cái niềm vui cho hàng triệu người dân của Afghanistan. Tuy nhiên cái niềm vui vẫn chưa có được uh, thỏa mãn lắm, tại vì hình như Taliban còn phải deal với lại lực lượng của Afghanistan nữa để có thể chấm dứt hoàn toàn chiến tranh Thưa tại anh đây, phải không? Có cái đó là một cái cái lời điểm của quân uh, của cái yeah. chính quyền dân sự của Afghanistan. Bởi vì thay vì giống như Việt Nam là Hoa Kỳ cứ đưa chính quyền Afghanistan vào kỹ luôn một lần, uh, chính quyền Việt Nam hồi xưa Hoa Kỳ Việt Nam với là uh, các quốc gia khác ký cái hiệp ước về Việt Nam, rồi sau đó họ rút quân uh, để lại Việt Nam với là cộng sản. Thì bây giờ đây cũng tương tự như vậy, nhưng mà bây giờ đây nó Hoa Kỳ ký Hoa Kỳ lại còn tệ hơn là Hoa Kỳ ký trước. Rồi Hoa <laughs> Kỳ ký xong rồi đó thì lúc bấy giờ Hoa Kỳ rút quân rồi thì quân Taliban mới nói chuyện với Việt Nam. À, mới với nói chuyện với là chính quyền Afghanistan. Những dạ. người Afghanistan rất là tức giận nhưng mà họ không có thể nào làm gì được bởi vì họ không có quyền dạ, hành vậy. gì trong cái vụ này. Cái cuộc tranh giành quyền lực giữa hai quốc gia Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở tại à, khu vực này thì thưa quý vị vào tuần trước tin cho biết là bởi vì lực lượng của e, của của Syria đã tấn công vào những cái tổ chức chống chính phủ ở tại Eclipse và Nga là quốc gia hậu thuẫn cho các cái tổ chức này của Syria thành ra là thổ nhĩ kỳ à, đã không có đồng ý và sau khi tin cho biết đụng độ xảy ra 33 binh sĩ của thổ nhĩ kỳ đã bị thiệt mạng sau đó thì thổ nhĩ kỳ cho biết là họ sẽ mở biên giới để cho người tị nạn tràn qua châu âu và ngày hôm nay tin cho biết là các cuộc xung đột đã xảy ra rất là lớn ngay tại biên giới của thổ nhĩ kỳ và hy lạp khi mà có trên 13.000 người đã biểu tình ở tại đây gây cái vùng biên giới và cảnh sát của Hy Lạp cũng đã dùng hơi cây để mà bắn vào cái làn sóng người di cư đó. Họ đang tìm cách tràn qua Hy Lạp sau khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa biên giới để mà đối phó với lại Nga và Syria. Anh Vũ Kim Tức là chỉ trong vòng từ thứ 6 cho tới ngày hôm nay là thứ 2. Bên phía giới chức của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là đã có hơn 80.000 người rời bỏ cái trại tị nạn sát biên giới với lại Syria để mà tìm đường đi qua Âu Châu. Tức là tôi muốn trở lại với cái câu cái cái cái, cái hội nghị NATO mà thứ sáu anh em mình tôi với anh cơ làm tin đó, tức là theo yêu cầu của thổ nhĩ kỳ triệu tập một cái phiên họp bất thường của khối NATO dựa theo cái hiến chương số 4 của tổ chức khi mà một thành viên có vấn đề gì thì tất cả những thành viên còn lại phải can thiệp Tức là cái hội nghị đó bất thành vào anh cơ. Cho nên bây giờ mới không có đưa ra bất kỳ quyết định nào để ngăn chặn cái làn sóng di dân này. Thưa anh, cái hội nghị đó bất thành là tại vì trong cái vấn đề và NATO với Thổ Nhĩ Kỳ đó, ví dụ như NATO thì họ ai phải tấn công vào thất đất Thổ đó. Thì lúc bấy giờ thì NATO mới can thiệp đằng này không có ai tấn công Thổ cả. Quân Thổ ở trên đất Syria bị tấn công chết 33 người. Là vì quân Thổ đi vào đất Syria và ở trên đó. À, mặc dù ra họ có một cái thỏa ước với người nga về cái vấn đề tại Syria vấn đề vùng Idlib được coi là cái vùng giảm chiến và thổ có trách nhiệm giữ an ninh ở vùng đó bây giờ người Syria tấn công vào đó với cái sự yểm trợ của người nga thả bom làm chết 33 người uh, người người thổ thì cái đó là người nga nói rằng tại vì người thổ ở không đúng chỗ ở không đúng chỗ thành ra chết là cái chuyện đó đương nhiên thì thổ lập tức kêu điện thoại cho ông uh, Putin hai bên cãi nhau nhưng mà cũng chưa tới đâu thì sau đó thổ tức giận và thổ thả biên giới uh, thổ nói rằng là bây giờ tôi thả biên giới nhưng mà họ nói rất là hay họ bảo rằng sợ gì biên giới nó lỏng lẻo là bây giờ tôi cố gắng giữ sống cho người tị nàng Syria đến đất thổ nữa uh, nhưng mà không phải rằng tôi đẩy người bên uh, bên đất thổ mà đi qua bên phía liên âu đó là cái câu giải thích của thổ họ làm rất là hay nhưng mà hai cái chỗ này nó khác nhau rất là xa thứ nhất là cái vùng mà ít líp với Syria là nó nằm hoàn toàn trên biên giới của thổ và Syria về cái mảng đông xa ghê lắm còn cái vấn đề mà mảng mảng tây à mảng tây nhất là cái vùng biên giới giữa, giữa thổ và ý lạp thì nó xa vô cùng cái mảng này nó không dính liễu gì tới Syria cả nhưng mà người thổ lấy cái cỡ như vậy cho nên Họ ở bên mạng Tây họ thả người ra và ở đây nó có cái vùng rất là đặc biệt là hòn đảo gọi là Lesbos. Hòn đảo Lesbos này thì nó cách biên giới thổ, cách bờ biển thổ đâu có vài 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 chục mai mà thôi. Tức là người ta có thể đi một chiếc ghe nhỏ đi qua đi lại rồi sau đó mới tới một cái vùng biển lớn bằng 10 lần mới đến đất Hy Lạp, mới đến hòn đảo Hy Lạp. Thành ra cái chuyện này cái đạo đó là đạo của người Hy Lạp nhưng mà rất là xác thổ thì trên đạo đã có tới mấy chục ngàn người uh, người tị nạn ở trên đó rồi từ xưa tới giờ mà mấy người này ở không được làm giấy tờ bởi vì đây là cái đất mà người Hy Lạp họ cố lập người tị nạn họ bắt được những người tị nạn bất hợp pháp không làm giấy tờ và đuổi về cái đạo Lơ Bố. cái đạo này thì nó sáng được thổ kể như là họ nuôi bảo cô nhưng mà họ nuôi bên phía sát với thổ thì bây giờ đây thổ thứ nhất là họ thả cái vùng Hy Lạp ra tức là họ cũng không đồng không đã đồng gì tới cái vùng Lesbos nhưng mà cái vùng trống bờ đó thổ và Hy Lạp nó có một cái vùng đất hoang vu nằm ở biên giới nữa ngoài cái biên giới bờ biển ở Lesbos thì ở Lesbos đang có biểu tình còn cái vùng bờ biển kia thì họ thả người ta đi ra và dân uh, bên Hy Lạp họ kéo hàng rào kẹp gai họ chẳng lại và họ không cho người dân đi thì hai bên vẫn đang còn tranh chấp về cái vụ này và chưa có ai qua được biên giới chưa có một cái người tị nạn nào mà hiện nay thổ đang nuôi ở bên kia biên giới của hy lạp và thổ thì những người này thổ mở hàng rào nhưng mà họ không có đi được bởi vì hy lạp không cho họ đi Nên cái vụ này vẫn đang còn lùm xùm và người thổ bây giờ muốn rằng là cái đó là áp lực để cho chính quyền châu âu phải làm sao để mà nói chuyện với người nga và làm sao để cho người nga nhường bộ và chia lại cái vấn đề uh, Syria miễn bánh đó chia làm sao cho đều uh, <laughs> là cái chuyện đó tương lai. Dạ yeah, yeah, đúng như vậy. Họ tranh giành quyền lực với nhau thôi. Trong khi đó thì uh, thổ nhĩ kỳ cũng cho biết là họ đã vụ bắn rơi ít nhất là hai phi cơ chiến đấu của Syria trên cái vùng tây bắc của Syria. À, đây là cái nơi mà, mà 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 bây giờ đó thổ nhĩ kỳ cho biết họ chỉ nhắm vào những cái phi cơ của Syria mà thôi chứ không có nhắm vào đến quân lực của nga. Nhưng mà Nga là là những cái tổ chức và bảo vệ và backup cho cái lực lượng của Syria thì cũng cũng như vậy thôi anh anh anh, 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 anh. thì Thông nó cơ, liên quan tới cái điều mà anh Cơ vừa mới giải thích Đấy. tức là giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có những cái cuộc điện đàm để nói bàn thảo về cái vấn đề này cho nên đó là lý do tại sao cho đến giờ phút này cái phản ứng của Nga đó là họ vẫn giữ cái sự im lặng. Và Thổ thì cứ khiêu khích, cứ khiêu khích nhưng mà ngày hôm nay có thêm vừa rồi có một cái tin rất mới nữa là À, cũng là họ làm giống y như cụ Bây giờ có một em bé à, đi tới cái đảo Lobos thì chìm tàu, chìm tàu và à, xác của em trôi giạt lên trên đất thổ. Tức là à, bảo chí đang chụp hình quay phim và đã làm sẽ làm lớn à, cái vụ này như họ đã từng làm à, năm 2015 và đưa đến cái hiệp định à, ký giữa Liên Âu với lại là người thổ trong đó Liên Âu đưa 6 tỷ đô la để cho người thổ nuôi 3 triệu người mỗi năm mà bây giờ người thợ bảo rằng là họ đưa cấp đủ tiền cho nên họ cũng giữ người nữa. Dạ vâng. À, thưa quý vị trở lại với Hoa Kỳ thì một cái bản tin cho biết là cái cuộc mà tranh cử à, xin lỗi quý vị cuộc bỏ phiếu primary của dân chủ ở tại South Carolina vào thứ bảy cuối tuần vừa qua thì đúng như những gì mà ông cựu phó tổng thống Hoa Kỳ dự đoán tức là ông đã thắng lớn tại tiểu bang này. Trong khi đó thì ông Pete Buttigieg và ông Style Style Tom Style đã tuyên bố rút lui ra cái cuộc mà đang tranh cử để hy vọng được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh cử chức tổng thống của Hoa Kỳ. Ông Joe Biden coi như là hí hững khi mà đạt được đến gần khoảng 50% số phiếu bầu ở tại cái cuộc bầu cử vừa rồi của South Carolina. Sẽ còn gây cấn và sẽ có nhiều cái nét rõ hơn sau cái cuộc bầu cử Super Tuesday vào ngày mai, Mày. tức là thứ ba. Và Texas cũng là một trong những cái tiểu bang quan trọng đối với lại những ứng cử viên còn lại tại vì cái số cử tri đại biểu của Texas đó là 241, trong khi đó cái số lượng cử tri đại biểu lớn nhất trên nước Mỹ là California. trường hợp của cựu phó tổng thống Joe Biden nếu trong trường hợp ông không thắng nổi ở South Carolina thì coi như là ông cũng giữa đường coi như là phải bỏ cuộc như là những người kia. trường hợp của thị trưởng Bend, ông Pete Peterson là bởi vì ông không có đủ tiền. trường hợp của ông Tom Steyer có tiền nhưng không có đủ cái sự ủng hộ. Cái điểm bây giờ đó là có thể sự tranh giành giữa ông Joe Biden và ông Bernie Sanders. Ông Bernie Sanders sau khi thua chỉ được có khoảng 20% ở South Carolina thôi. Cũng đã bỏ những cái tiểu bang không có nhiều phiếu cử tri ông vận động ở những cái tiểu bang quan trọng hơn đối với ông. Về cái lời tuyên bố của phó tổng thống, cựu phó tổng thống Joe Biden cũng đưa ra những cái tin bên lề là người ta cũng lo ngại tới cái trí nhớ và cái sức khỏe của ông khi ông lên đài truyền hình ông trả lời và tuyên bố cái cuộc chiến thắng tại đây hai lần ông gọi uh, bình luận ra của đài Fox lộn tên ông đang phỏng vấn với lại một người tên là Chris Wallace thì ông gọi là Dot tức là có hai bình luận ra đều là một đài cũng giống như lâu lâu tôi nhìn anh cơ tôi lại gọi ông là anh trump đó thì, <laughs> không cái đó là cái chuyện tai nạn nghề nghiệp yeah. nhưng đối với lại ông Joe Biden đó người ta chỉ ra thấy rõ cái đó là cái dấu hiệu cái signal cho thấy ông hơi bị bắt đầu hơi bị lãng đãng anh cơ. Không cái cuộc tranh cử trước đây cũng có cái bà mà mà cho đó mà yeah. cũng quên tên của ông tổng thống của Mỹ thay, bà yeah. cũng đâu có già đâu. Yeah. Đó là quên là chuyện thường. À thì Dàn lâu nha. lâu bị lãng mai cái đó là có dạ. Yeah. Trong cái vụ này đó thì thứ nhất á là người ta phải nói tới ông Obama. Yeah. Thì ông Obama Đúng ông, rồi. ông ủng hộ ông Joe Biden. Ông chỉ là qua điện thoại uh, nghĩa là chúc mừng à. chúc mừng nhưng mà ông hay lắm anh cơ để 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 cho em nói dạ. câu này tại Đấy vì à. ông từ chối rất khéo ông nói là cho cho tới giờ phút này tôi chưa nói tôi không ủng hộ bạn nhưng mà up to now là chưa có đưa ra quyết định nhé <cười> 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 khéo vâng, không ông không có ủng hộ ai hết à đó à, nhưng mà bà ừ. bà Elizabeth Warren à. thì đăng một cái quảng cáo ở trên đài truyền hình đó nói rằng là Obama đã chỉ định bà làm một cái chức vụ gì đó trong nội các hồi xưa, tức là à. cái, là trước một cái ủy ban gì đó. Nhưng mà cái chức ủy ban đó thì nói rất nhanh, nói rất yeah. nhanh là, là Tại vì khi tôi quay quảng cáo đó thì tôi cứ nghĩ rằng là uh, ông Obama ủng hộ bà đơn rồi, nhưng mà không phải. Ông Obama chỉ có chỉ định bà đơn làm một cái gì đó thôi. Mà hồi xưa cơ uh, thì đó là cái chuyện yeah. mà người ta chủ ý định những cái sự gian lần một cách khéo léo trong khi tranh cử. Uh, thì dĩ nhiên ngày mai là ngày Super Tuesday thì tiểu bang uh, California sẽ có tới là 30% số delegate yeah, 415 đại yeah, biểu tức là 415 đại biểu trong ngày mai một con số rất lớn đây là một cái uh, chuyện mà tiểu bang mới đội đội ngôi ngày xưa tiểu bang California bầu cử sơ bộ vào tháng 6 lúc bây giờ đã tàn cuộc rồi thành ra cuộc bầu cử đó hầu như không có ý nghĩa gì nữa và vì vậy nên tất cả đều dồn lên phía trước và vì vậy họ dồn qua cái Super Tuesday này thì tiểu bang California có 400 mấy chục đại biểu và là ba phần trăm cho nên người nào mà thắng ngày ngày mai sẽ phải nói rằng là thắng được rất là nhiều uh, nhiều nơi bởi vì ngày mai là tới 14 tiểu bang lần thành những uh, sự việc là rất là gần nhau và ai cũng để ý tới cái ngày mai đó là một ngày hết sức là quan trọng Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì ông Pete uh, Buttigieg, ông này uh, cũng khá là tội nghiệp, âm thầm rút lui hôm qua đúng ra ông có một cái cuộc rally ở tại dallas của texas nhưng mà trên đường bay đến thì ông lại cancel và yeah. ông chuyển hướng bay về tiểu bang của ông và ông tuyên bố là ông sẽ rút lui cái ý cái lý do mà ông đưa ra đó là ông không có muốn cái sự sâu xé càng ngày càng lớn lên của đảng dân chủ ông nói rằng ông sẽ rút ra và ông hy vọng Ông này ông vẫn có cái ác cảm với lại ông cho ông 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 Bernie Sanders. Ông khuyên mọi người ông sẽ dùng mọi cách để ủng hộ cho những đảng viên của Đảng dân chủ để đấu và lại ông Trump. Nhưng mà ông không khuyên mọi người là không nên bầu cử cho bỏ phiếu cho ông Bernie Sanders thì đó là cái lời mà ông này nói. À, thì ông này mới năm nay có 38 tuổi rất là trẻ yeah. đã đứng đầu trong cái cuộc mà bầu cử primary lần đầu tiên ở tại Iowa nhưng mà sau này thì ông đã từ từ đi xuống. À, trong khi đó thì thưa quý vị chuyển sang một bản tin khác uh, liên quan đến uh, bắc hàng anh phạm cơ ha bắc hàng đã vừa mới bắn hai cái hỏa tiễn tầm ngắn vào cái vùng biển xung uh, quanh mà người ta vẫn uh, chưa có xác định đây là cái 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 cái, cái hỏa tiễn Đúng. loại gì anh uh, vũ kiểm có dạ. thêm tin về vũ khí thì không có gì quan trọng cái chuyện khôi hài ở đây đó là ngay cả các nhà bình luận thứ thật dạ. họ cũng đùa nghịch họ nói có lẽ là kim yang un sợ người đời quên lãng vì vấn đề coronavirus cho nên bây giờ phóng thử hai cái hỏa tiễn tầm ngắn vào vùng biển để gây coi như là tin tức thôi chứ còn vũ khí balasso và tầm liên lục địa hoặc là tầm ngắn hoặc lâu rồi không thử thì cái chuyện đó không có gì phải đáng nói hết dạ vâng thì à. uh, thứ nhất là họ uh, hết tiền dạ. thứ hai là uh, có thể họ không có không có được các cái vũ khí mà À, tầm xa nữa, tại vì nếu như mà bắn được cái hỏa tiện tầm xa thì họ cũng đã bắn rồi và lại là bắn hỏa tiện tầm xa thì nó gây ra tai hại với hoa kỳ, tức là hoa kỳ nói rằng là họ làm gì thì làm, bắn gì thì bắn nhưng mà không có bao giờ được bắn hỏa tiện tầm xa, à, cho nên họ vẫn luôn luôn nhắc nhở là à, có tôi đây bằng cách bắn một cái bài hỏa tiễn. hồi xưa thì họ thử bom nguyên tử nhưng mà cái bom nguyên tử thì cái hầm thử bom nó sập rồi, thành ra bây giờ họ không cách gì mà thử được bom nguyên tử được cho nên họ lâu lâu chỉ bắn và cái khoản tiền gọi là uh, cho vui thế thôi yeah. dạ vâng. à, thưa quý vị quay sang một bản tin có liên quan đến israel tin cho biết là ngày hôm uh, nay thì thưa quý vị uh, hàng triệu người dân của israel sẽ phải đến uh, thùng phiếu để bỏ phiếu và đây được coi là cái cuộc bỏ phiếu lần thứ ba cho quốc hội của israel trong vòng một năm mà uh, thôi uh, thì cái cuộc bầu cử lần này có lẽ là cái cuộc bầu cử để định đoạt số phận của ông thuộc tổng thống thủ tướng của của israel ông uh, netanyahu sau hai lần trước đã bị uh, coi như là uh, không có tính cái cuộc bầu cử lần trước vì cái lý do là uh, gian lận anh vũ uh, gian lận là đối với lại ông thủ tướng Benjamin Netanyahu thôi cái điểm chính hai người không có đủ cái tỷ lệ để khối đa số để thành lập một quốc hội cái quốc hội ở tại Israel cho nên hai lần bỏ phiếu đó đều không có đạt được thì lần này đó chưa biết cái cục diện vấn đề nó thay đổi ra sao anh Cơ có lẽ là có nhiều chi tiết hơn. Liệu ông Benny đối thủ của ông Netanyahu có thắng được trong cuộc bầu cử lần thứ 3 này không anh Cơ? Dạ vâng, à, các cuộc thăm dò dân ý mà họ vẫn làm thường lệ trước khi có cuộc bầu cử tại Israel dạ. thì vẫn cho một tin tức khả sức là mơ hồ. Tức là hai người này, ông Benny với lại là ông Netanyahu vẫn ở cái thế đối đầu tương đương. Dạ. Không có ông nào thắng hẳn so với ông nào và thường thường thì các cái cuộc thăm dò dân ý mấy lần trước nó rất là đúng cho nên kỳ này người ta cũng nghĩ rằng nó sẽ không có cái gì thay đổi nữa à, nhưng mà phía ông Netanyahu thì ông đã cố tình làm ra nhiều cái chiêu mới để mà có thể uh, hy vọng rằng là lấy được phòng lấy được cái ảnh hưởng của những cái đám cực hữu tức là những cái người chủ trương rằng là uh, ông sẽ quốc hữu hóa mấy cái vùng cải định cư uh, của người do thái trên vùng người israel uh, trên vùng tây Ngạn là điều đầu tiên À, điều thứ hai là uh, họ sẽ có một cái chuyện quan trọng vô cùng nữa là người mỹ cũng đứng về phía ông netanyahu trong một cái vấn đề mà người ả rập israel họ rất là ghét tức là trên đất israel có những người quốc tịch israel nhưng mà gốc ả rập và họ ở nhiều cái thành phố nhiều cái khu vực khác nhau những cái khu vực mà có các cái trại định cư uh, của những người israel đó thì trong cái bản tin cho biết rằng là ông Netanyahu với lại là ông Trump mấy ông này họ mới làm cái bản đồ uh, quốc gia tương lai của uh, người Palestine là như thế nào và quốc gia tương lai của uh, người Israel như thế nào họ vẽ cái bản đồ mà trong cái bản đồ đó thì phải nói rằng là họ vô hết mấy cái thành phố mà đông người Ả Rập đó đông người Palestine mà quốc tịch Israel về cái chỗ nước Israel à, nước Palestine chứ không phải là về nước Israel thành ra họ họ chơi những cái đòn đó là những cái đòn ghê gớm lắm mà họ họ đánh vào cái cái, cái phân biệt chủng tộc tức là phân biệt người Palestine với người Israel trong một cái giải pháp hòa bình tương lai tức là họ chia đất ra rất là rõ ràng mà cái chuyện này là cái chuyện uh, thành ra cái vấn đề mà uh, cái bạn hòa ước mà dự trù đó mà cái kết luận của uh, ông uh, Kushner đưa ra, rồi ông Trump đồng ý, rồi ông Netanyahu đồng ý, thì cái đó là một cái chuyện rất là bét, rất là bết cho uh, cho cái người dân Palestine, bởi vì họ phản đối ngay cái điều đó từ các bạn, bởi vì họ thành lập hai quốc gia Israel và Palestine song song với nhau, mà thứ nhất là cái thủ đô của người uh, Palestine là ở cái ngoài ô của thủ đô Israel, thứ hai là cái nước này nó biến thành ra nhiều cái cụm nhỏ mà mỗi cái cụm nhỏ đó chỉ nối với nhau bằng cái cầu là người nước của yeah. Palestine bằng cái cầu hoặc là bằng đường ngầm chứ còn nó không phải là một cái quốc gia như người Palestine mong đợi cho nên đây là một cái chuyện mà không có bao giờ mà tệ như vậy uh, trong các cái cuộc thương thương thuyết. Dạ vâng. À, vâng thưa quý vị bản tin kế tiếp cho biết là cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay có cái dấu hiệu gia tăng mạnh và mọi người đang rất là hy vọng là các cái hệ thống ngân hàng lớn uh, trung ương đó uh, có thể can thiệp vô, uh, có thể bơm tiền vô để mà có thể uh, vực dậy cái nền kinh tế để nhằm chống lại cái sự mà lan truyền của coronavirus khiến cho nên người nền kinh tế khắp nơi trên toàn thế giới uh, đang uh, bị co cụm lại bởi vì ảnh hưởng của coronavirus. Đã, ở yeah. châu đó thì thị trường uh, tỏ ra bình tĩnh trở lại bởi vì ngân hàng trung ương của Nhật Bản đã quyết định là sẽ kích thích bằng cái biện pháp là bơm thêm tiền vô, ngân hàng trung ương châu Âu châu ECB cũng đã quyết định cho nên giúp cho thị trường chứng khoán tăng mạnh trên toàn thế giới. Tất cả những cái thị trường trong đều ngày hôm nay đều coi như là dương <laughs> dương đều phải là dương tính với corona Ông nhưng mà cộng xanh à, <laughs> sau khi mà 3 ngày liên tục coi như là tê tái máu chảy ruột mềm tổng số lỗ đó trong cái bản tin thứ sáu nha, mình làm là 6 à. ngàn mấy trăm trillion mất sạch sành sành trong vòng 3 ngày. Dạ, anh Cơ. Vâng, và nói vậy chứ còn người ta vẫn nghĩ rằng là một cái nơi quan trọng nữa mà họ chưa có nói tới. Đó là ngân hàng dự trữ trung ương của Hoa, Hoa Kỳ. Kỳ. đang à, cân nhắc phải không? Dạ, đang cân dạ. nhắc nhưng mà họ chưa họp. Thành ra cũng còn... Nhưng mà đồng. đã bị ông Trump la rồi. Dạ, <cười> <cười> nhưng mà giờ này đó thì người ta kêu là uh, phải đón gió, uh, đi tắt đón đầu chứ còn đến khi mà họ... Uh, tăng lại họ giảm lại suất rồi nữa thì khi đó là mua là trễ rồi là yeah. không kịp. Thành ra bây giờ người ta đã bắt đầu uh, lạc đạc mua và do đó thì thị trường đi lên, uh, thị trường mà uh, chứng khoán tương đối đi lên nhưng mà cái bản tin sáng nay thì chị thấy rằng là uh, cái phiếu của Nasdaq thì nó xanh nhưng mà NYSE hay là Dow Jones thì đều đi xuống cả tức là sau đó người ta cũng nghĩ lại chưa có gì chắc chắn. là, là... tại vì bây giờ hy vọng là thì họ sẽ có những phương pháp nào đó để bơm tiền để làm sao đó để mà kích thích uh, kinh tế nhưng mà cái quan trọng con chưa nghĩ vẫn là vấn đề corona đúng tại hả? vì bây giờ nó có rẻ cách mấy gì nữa nhưng mà cái người này cứ tin lan truyền đúng lây nhiễm rồi bùng phát cũng không dám sử dụng không phải anh nói như thế này đó là đó là tại vì cái corona cái corona làm kinh tế suy thoái đương nhiên là suy thoái thì các ngân hàng phải vực dậy bằng cách là giảm lãi suất thì đó là cái vấn đề bây giờ corona là bắt buộc phải đi xuống thì ngân hàng nó mới giảm lãi suất cái chuyện corona đó ông, à, ông, là... ông trump nói là không nên giảm lãi suất tại vì tình hình kinh tế mỹ vẫn tốt yeah. đó là cái vấn đề có thể là bị chính trị hóa cũng giống như là có một nhà báo của tờ New York Times tin ngày hôm qua cũng có nhắc cũng vì chính trị hóa cái vấn đề virus đã muốn đặt tên cái virus này là Trump virus chứ không phải corona <laughs> tin có thật dạ yeah. Ông cũng đúng cách đây vài ngày tập Trump cũng đâu có xác nhận là dạ. vấn đề mà đâu có mà là... corona đâu, Ông dạ. cho là là những cái tin tức mà nói rằng là lan truyền bị lây nhiễm nhiều chỉ là tin tin dởm thôi. Thành ra nhiều người nói rằng là ông tại vì ông sợ cái nền kinh tế đi xuống, cái dạ. thì... chỉ số kinh tế đi xuống á là cái vấn đề ảnh hưởng đến cái 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 uy tín của tổng Trump rất là nhiều. Không thì 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 cái khi dạ. đó là cái khi mà corona nó chưa có bùng nổ ra ở các nước bên ngoài Trung Hoa nó mạnh như là ngày cuối tuần vừa rồi cho tới từ thứ bảy, thứ sáu vừa rồi cho tới bây giờ thì cái chuyện đó nó xuống nhiều bởi vậy cho nên người ta mới nghĩ rằng là các ngân hàng họ sẽ uh, uh, vực dậy họ sẽ tung tiền vào hoặc là họ sẽ giảm lãi suất thì đó là cái chuyện ngân hàng Nhật đã làm và bây giờ thì người ta còn chờ ngân hàng châu uh, Âu và ngân hàng Mỹ thì Cái đó nó về. tác động đó là tức yeah. là nó ngăn chặn được cái tình trạng bán tống bán tháo tại vì hoang mang. Yeah. Khi mà ngân hàng bơm tiền vô tức là quý vị đừng lo vốn của vị vẫn còn đây chúng tôi vẫn chờ giúp. Nhưng mà trở lại với cái vấn đề chính trị hóa Lý do mà cái ông nhà báo New York Times đưa ra nói nên gọi cái này là Trump virus thay vì corona là bởi vì nếu Trump không mở cuộc chiến thương mại với tàu thì sẽ không có vấn đề này, cái thuyết âm mưu. <laughs> dạ vâng, và bây giờ thì chuyển sang một bản tin khác có liên quan đến cái vụ bắt giữ con tin ở tại bên Manila của Phi Luật Tân đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vừa qua và CNN cho biết vẫn chưa kết thúc. À, người đàn ông này là một người từng làm cái 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 nghề gọi là security guard và đã nghỉ rồi. À, nhưng mà sau này thì không biết là bất mãn về vấn đề gì đó, thành ra xách súng vô rồi vào trong một cái mô à, bắt giữ ba ít nhất là 30 con tin ở trong cái mô đó và đưa ra nhiều cái yêu sách. Yeah. Ừ, đã từng là một nhân viên gác an ninh và sử dụng súng và vũ khí một cách nhuần nhuyễn như vậy thì đây là một cái điều vô cùng là quan ngại theo giới chức của bên phía cái trung tâm thương mại bên thủ đô Manila cho biết. Để vâng ra. thì người ta cũng chưa giải quyết được cái vụ này thành yeah. ra mình cũng không biết nó đi về đâu nhưng mà cái chuyện mới mà chúng tôi muốn nhắc tới là cái chuyện bên Việt Nam. Bên Việt Nam vừa uh, thay đổi tức là thứ nhất là Hà Nội và Sài Gòn uh, sẽ không có cho phi cơ từ hàng quốc đáp về uh, nhưng mà lại cho bắt buộc đáp xuống những cái hải cảng những cái phi cảng mà người ta đã quyết định trước ví dụ như Vân Đồn, uh, ví dụ như Cần Thơ uh, thành ra hiện nay thì những cái nơi đó thì rất đông người người Hàn Quốc đi về tại vì sao người bên Hàn Quốc họ cũng tránh tai nạn bằng cách rằng là họ uh, rời bỏ Hàn Quốc cổ đi qua Việt Nam nghỉ bên Việt Nam nghe nói là không có dịch thành ra họ đi qua rất là nhiều và những người đó là nhiều khi uh, chính của Việt Nam thì có thể nghĩ rằng những người đó họ đã được kêu là chích ngừa rồi hoặc là họ đã khám rồi thành ra họ mới cho đi yeah. thành ra Việt Nam thì rất là lạ Việt Nam là cứ Uh, mở cửa lãng hết để kiếm tiền mấy hãng máy bay là nó cứ bây giờ hãng máy bay vì, uh, của uh, chính của uh, uh, Việt Nam Airlines bây giờ ba chục phi cơ nằm ù họ cần phải bay thành ra bây giờ họ là đi bay đỏ cách tổng bảy về để mà kiếm tiền hoặc bất kể những cái chuyện gì xảy ra bên Việt Nam yeah. uh, trong khi đó thì tại Huế người ta thấy là học sinh đã được đến trường rồi quý vị nhưng mà phải đứng xếp hàng để chờ để đo thân nhiệt trong khi đó thì rất là nhiều những cái tỉnh thành của của, của Việt Nam À, vẫn còn học sinh vẫn còn nghỉ học để nhằm tránh trường hợp mà lây lan cái bệnh coronavirus tại việt nam thì đó là những cái bản tin mới nhất ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình và sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại với cà phê sáng xin kính chào shop 1855 855 5888 1855 855 5888 Hapatech giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashop TV.com 1855 855 5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888 Oyster Max Go sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình VinashopTV.com 1-855-855-5888